dân chơi dữ ta. Kiểu thơ. Dạ chào anh. Mahaban. Tôi chắc là Wakanda. Wakanda. Hello bro. Chào anh. Không biết em có thể giúp gì cho anh à? Anh là hôm nay anh tới đây để build một cái máy cực kỳ khủng. Anh là fan của anh Pháp được 25 năm rồi. Cho nên là anh cần người tư vấn, nhưng mà anh nhìn em mặt có vẻ non và xanh. Cho nên anh cần một anh nào kinh nghiệm trên 20 năm. Em có thể giúp anh được không? Dạ được dạ. Vậy anh đứng đây đợi em một xíu để em lên. Thôi, ok em. Đứng, đứng. Sao? Ở dưới có cái anh ở bên trại tập trung qua nhờ anh tư vấn ráp máy kìa. Máy mà có ép sung không? Hình như không. Ép sung tiễn khách đi. Anh đang bận quay review. Nhưng mà nhìn dân chơi lắm, máy đắt tiền lắm nha. Kèo này thơm á. Đắt tiền mình tư vấn nhưng mà đâu có bán máy đâu. Thôi vậy em nhờ anh Ken nha. Nó hợp với mình kêu đi. Ok. Mời anh ngồi. Và đây là anh Ken, người mà anh cần tìm ngày hôm nay. Không, mời tiếp tục thôi. Mời anh ngồi. Xin hạnh tự giới thiệu, tôi Ken, với hơn 20 năm trong nghề, chuyên phục vụ hành hàng VIP anh. Đầu tiên anh có thể giới thiệu cho tất cả các bạn ở đây biết là nhu cầu về máy tính của mình và cái budget tối đa của mình là nhiêu không anh? Xin tự giới thiệu với anh, tôi là Huy Dubai. Nani? Xin cho hỏi là ở âm tách hiện tại cái gì là mắc nhất? Này em biết nè, cái đồng hồ của anh Ken á. Bậy, em hiểu sai ý của khách rồi. Không biết có phải là anh đang đề cập đến chiếc máy AI 1 tỷ 8 đã từng đăng trên kênh âm tách không ạ? Đúng rồi. Cái máy đó là của bạn Dũng Thính làm đúng không? Chính xác. Thì cái ngân sách của em hiện tại là nó cũng tầm tỷ 8 dưới tí thôi. Cũ thơm chút đúng không? Nó khoảng 100 triệu. Không sao, dù là 1 tỷ 8 hay là 100 triệu thì chắc chắn anh Huy Dubai đây cũng sẽ rất là hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Như vậy chúng ta đã chốt được kinh phí 100 triệu quá tuyệt vời anh, không có gì phải lo lắng cả. Và để có cùng một cái tư vấn chính xác hơn, anh có thể cho mình biết cụ thể về cái nhu cầu sử dụng máy của anh không? Nhu cầu của tôi thì tôi cần một cái máy nó mạnh chứ con 10.900K để làm việc. Và đặc biệt là chúng tôi không ép sung nha. Ở Dubai chúng tôi không làm chuyện đó. Anh an tâm, bình tĩnh đi. Tôi là Ken, chứ không phải là ông Tuấn. Được chưa, anh an tâm. Nếu như anh muốn một con siêu mạnh như con 10.900K nhưng ổn định và không ép sung, tôi xin giới thiệu với anh bộ vi xử lý Intel Xeon W1290 có bê phở nha. Anh phải phân biệt giữa dòng có bê phở và không bê phở, vì dòng bê phở là dòng performance. Nó có hiệu năng y hệt như con 10.900K nhưng mát mẻ hơn, ổn định hơn rất là nhiều. Nhưng mà đối với tôi thì dữ liệu trong lúc làm việc rất là quan trọng. Tại anh biết máy của tôi rút vàng là nó chạy liên tục, không thể ngưng được. Cho nên tôi cần cái sự làm việc liên tục và không ngưng, không bị lỗi. Đặc biệt là không màn hình xanh nha. Vậy anh có giải pháp cho vấn đề này hay không? Con CPU Xeon W1290B này chạy hoàn hảo với bo mạch chủ Gigabyte W480 Vision D mà ông tôi đã xếp sẵn cho anh đây luôn. Đơn giản thôi, bởi vì đây là hệ thống hỗ trợ bộ nhớ ECC. Nghe ECC là thấy thích rồi. Vậy không biết là tôi có nghe nói là trên thị trường nó có rất là nhiều loại ECC. Anh có thể chỉ rõ là cái mainboard này hỗ trợ cái loại ECC nào hay không? Mình muốn nói rõ cho anh cũng như là tất cả các bạn ở đây hiểu rõ hơn về bộ nhớ ECC. Vì căn bản á thì các bạn phải phân loại là máy trạm và máy chủ. Và đây là giải pháp máy trạm, bởi vì mình thấy anh ở đây không phải là kỹ thuật viên của Cisco đúng không ạ? Đúng. Thì anh sẽ cần một cái máy ổn định, đó là máy trạm. Chúng ta hãy cùng phân biệt khái niệm giữa máy chủ hay còn gọi là server và máy trạm hay còn gọi là workstation. Máy chủ các bạn có thể hiểu nôm na, đó là những cái hệ thống mà thật ra không có ai thực sự ngồi làm việc cho nó cả. Chủ yếu cái máy chủ là người ta dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu mà thôi. Còn ngược lại, máy trạm lại là những máy mà những chuyên gia như anh Huy đây có nhu cầu rút tiền, rút vàng liên tội đó, hoạt động cực kỳ ổn định trong thời gian dài. Đó là cái sự phân biệt.
và ứng với lại những cái giải pháp của Ryzen hoặc là máy server thì chúng ta sẽ có khoảng 3 loại OEC chính. Bộ nhớ OEC LRDIMM, đây là cái loại đắt tiền nhất. Tiếp theo đó là loại RDIMM, và cuối cùng cái loại có hiệu năng cao nhưng mà lại có giá thành cực kỳ phải chăng, đó chính là loại UDIMM, được hỗ trợ trên dòng bo chủ Gigabyte W480VCD. Các bạn phải lưu ý điều này để mua được đúng loại OEC phù hợp cho bo chủ của mình nhé. Thì để phân biệt được đâu là UDIMM và đâu là RDIMM thì các bạn rất đơn giản thôi. Những cái RAM thông thường thì nó sẽ có 8 chip, nhưng những cái RAM RDIMM thì nó sẽ có thêm một chip thứ 9, đó là chính là con chip dùng để phát hiện lỗi. Còn riêng với dòng UDIMM này thì nó vẫn chỉ có 8 chip thôi, và cái chip xử lý lỗi nằm trên bo chủ. Đó là lý do chúng ta tiết kiệm được kha khá chi phí và vẫn đảm bảo là sự ổn định của dữ liệu. Ok, nghe anh nói rẻ là được rồi đó. Nhưng mà anh nói nặng lý thuyết quá. Bây giờ anh chứng minh cho tôi thấy đi. Để dễ hình dung nhất, các bạn hãy tưởng tượng đây chính là chip xử lý lỗi. Thì với những cái dòng RAM RDIMM thì chip xử lý lỗi nằm ngay trên cái bo mạch của RAM. Còn với dòng bo mạch chủ Gigabyte W480VCD của chúng ta sử dụng UDIMM thì cái chip xử lý lỗi này nó nằm trên bo mạch chủ. Thì các bạn hình dung tất cả dữ liệu máy tính rất là đơn giản, nó chính là những cái tín hiệu 0110 thôi. Và với những cái ứng dụng thông thường nó không đòi hỏi quá cao về mặt dữ liệu thì cái việc xử lý máy tính rất là đơn giản và rất ít khi nào xảy ra lỗi, đơn thuần là cứ 0110. Vậy chuyện gì xảy ra khi mà những cái phần mềm nó yêu cầu cái lượng dữ liệu khổng lồ thì nó sẽ dễ dẫn đến trường hợp phát sinh ra lỗi? Thì ngay lập tức màn xanh BSOD chết chóc xuất hiện liền. Vai trò của chip xử lý lỗi là nó sẽ phát hiện ra cái gói dữ liệu bị lỗi này và nó sẽ yêu cầu gửi lại cái gói dữ liệu chính xác, vì vậy giúp cho cái máy tính của các bạn tiếp tục hoạt động một cách liên tục và không có lỗi. Rất hy vọng là anh đã hiểu về cái phần minh họa của mình và anh đã nắm bắt được RAM OEC là như thế nào. Cũng khá là dễ hiểu. Nhưng mà quay lại với cái bộ máy này, nếu tôi thì có thêm cái sở thích mà chơi game nữa. Anh có cái cách nào mà để mà tăng cái hiệu năng của cái máy này so với những cái chiếc máy mà có hình tương tự hay không? Thì rõ ràng từ đầu á, anh đặt vấn đề là không ép xung. Đúng. Và bộ nhớ UDIMM này là nó là RAM Dual Line Memory, nghĩa là nó chạy tối đa hiệu năng khi anh chạy 2 thanh hoặc 4 thanh rồi. Tuy nhiên cái bus của nó thì nó có giới hạn. Tuy nhiên anh an tâm, bởi vì chúng tôi vẫn có giải pháp cho anh, không cần ép xung. Bởi vì bo chủ này, dòng sản phẩm W480VCD của Gigabyte hỗ trợ luôn cả RAM DDR4 với tốc độ cực kỳ cao. Anh tưởng tượng không? 4400 MHz. Đủ để anh chạy bo chưa? Khá ok. Thì không biết là anh tính nâng cấp RAM dung lượng bao nhiêu ạ? Thì xưa giờ là thói quen sử dụng đồ của tôi là lúc nào cũng max option. Em hãy cho tôi biết là cái mem này có thể lắp được tối đa bao nhiêu giga? Bo chủ này có 4 khe nhớ và mỗi khe nhớ anh có thể gắn tối đa là 32GB, tương ứng là tổng cộng chúng ta sẽ có là 128GB DDR4. Thì không biết là anh có sẵn sàng để nhờ ngoài order full luôn 128GB chưa ạ? Khoan, do đây là cái lần đầu tiên tôi sử dụng cái RAM ECC nên tôi chưa biết cái hiệu năng nó như thế nào. Không biết anh có thể order 2 thanh 4GB. What? What the f***? Để mình sử dụng thử được hay không? Thực ra đó là tôi chưa có bao giờ bán một 2 thanh 4GB hết. Nhưng mà để tôi hỏi nhà sản xuất coi cái nào làm riêng cho anh được 2 thanh 4GB để thử nghiệm luôn nha. Ok, bây giờ mình chốt luôn là 2 cái RAM 4GB nha, chốt đơn luôn nha. Hòa chốt đơn em. Hoàng, I got a bad feeling about this. Mình chưa nói tới cái nhu cầu lưu trữ của tôi. Nhu cầu nữa hả? Anh biết là trong vòng 10 năm qua thì tôi có rất nhiều cái tài liệu mà tôi sưu tầm, đặc biệt là những clip khắc tiệp cỡ lạc đà trên quê tôi. Mà hiện tại tôi đang xài cái USB Type-C kết nối với một cái ổ cứng cứng R. Mà cái tốc độ chi sức cái con lạc đà của nó quá chậm cho nên là không đáp ứng được nhu cầu của tôi. Anh có cách giải quyết được hay không? Phải có một lời khen cho anh. Bởi vì khi mà anh đã sử dụng đến một cái ổ cứng USB 3.2 Type-2 có băng thông lý thuyết lên đến là 20GB, tương ứng với tốc độ đọc ghi tuần tự là 1GB là nó rất nhanh rồi đó anh. Tuy nhiên có lẽ là do con lạc đà của anh quá to đi. Vì vậy tôi xin giới thiệu anh một giải pháp mới. Đầu tiên là anh phải tìm mua cho mình một cái ổ cứng NVMe tốc độ nhanh nhất hiện nay trên thị trường của Gigabyte. Và sau đó anh mua thêm một cái box Orico này, đó là sử dụng chuẩn kết nối là Thunderbolt 3. Với dòng sản phẩm này thì anh biết rằng băng thông lý thuyết của Thunderbolt 3 lên đến là 40GB. Và Ampex đã thử nghiệm thực tế với phần mềm là Blackmagic Disk Benchmark thì tốc độ đọc ghi
tương tự lên đến là 2.500 và 1.600 megabyte. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Chắc chắn là con đà của anh có thể nhẹ trôi trong cái ổ cứng này. Nhưng mà cái này là tặng kèm theo main đúng không anh? Nope. Không anh, không anh. Cái main á là nó có sẵn cho anh hai cổng Thunderbolt 3 lận. Được chưa? Nhưng cái hộp này anh phải mua riêng và giá nó tầm khoảng 2.900.000 đang khuyến mãi trên website memodizone.com.vn nha anh. Anh cứ mua về và mua thêm cái ổ cứng mà DVE cũng không có tặng kèm nha anh. Không biết là anh đã hài lòng với tất cả những phần tư vấn chưa? Anh còn nhu cầu gì nữa không ạ? Những cái tư vấn của Amtech hiện tại hôm nay là tôi rất là hài lòng. Có thể nói là đáp ứng được hết những cái nhu cầu của tôi. Chốt đơn đi. Vậy mình chốt đơn nha anh. Chốt đơn. Hiện tại thì tiền em không có. Really nigga. Nhà em có thể về Dubai em bán vàng. Anh em đợi em 14 ngày hết cách ly rồi em quay lại. Hoa, tiễn vô. Thằng quỷ cô hồn gì đâu.